Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm một cái video cái khung cảnh ở trên phòng mình đang ở trên phòng các bạn. Mình đang hiện tại mình chiều mình đi lãnh lương các bạn ạ. Lãnh lương ở công ty các bạn. Chiều mình đi sẽ quay cho bạn xem, thì các bạn hay thì các bạn like đăng ký kênh cho mình. Cảm ơn các bạn. Tí mình quay cho bạn xem. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi đi lãnh lương các bạn ạ, đi lãnh lương ở công ty. Thì hôm nay mình đi quay cho bạn xem công ty Timber này rất là đông người các bạn, gần đoàn trang một đêm mình. Mà bây giờ mình nghỉ việc rồi, mình thôi việc rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem công ty. Trên bờ rất là đông, ra rất là đông luôn các bạn, để mình quay cho bạn xem nhé. Công ty đây rất là đông luôn ạ. Công ty mình đây các bạn. Công ty quan trọng shipper rất là đông. Đây. Đông lắm các bạn ạ, trên bờ đây. Trên bờ cũng rất là đông. Ra tận ngoài kia các bạn ạ.